Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ luyện dịch Việt Hàn nhé. Đầu tiên này, mình sẽ đi tìm hiểu từ mới trước nhé. Đầu tiên này, tôi này, trò này, làm việc này, ilhata này, tại này, có từ eso này, công ty này, có từ hoesa này, Hàn Quốc này, có từ Hankook này, đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ suy ra nhá. Suy ra sắp xếp lại thành câu. Bao giờ mình sẽ cho chủ ngữ đến trước, đúng không? Chủ ngữ đứng trước thì trò. Chủ ngữ thì bao giờ mình cũng sẽ cho tiểu từ gì ân hoặc là nân. Có bắt chim thì ân, còn không bắt chim thì nân như thế này. Đó, trò nân. Bắt đầu chúng ta sẽ xếp lần lượt từ dưới trở lên. Chủ ngữ này bao giờ cũng cho đứng đầu. Sau bắt đầu chúng ta xếp lần lượt trở này. Đầu tiên này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Đấy, chúng ta xếp lần lượt trở lên. Đây là Hàn Quốc này, Hankook này. Đó, sau đến công ty này, Visa này. Đấy, sau đến tại này, Eso này. Đó, sau đến làm việc này, Inhata mình phải chia đuôi câu thành Heyo. Đó, vậy là chúng ta hoàn thành được một câu nhá. Xuống câu thứ hai này, chúng ta có từ anh ấy này, từ nam cha này, từ học này, từ học là bé u tà này, thầy dùng từ bé u tà nhé, nó có hai từ tiếng Hàn này, nó từ Han Google này, ở tại này chúng ta vẫn có ế so này, giống nhau đúng không? Trường học này chúng ta có từ hắc yo. Đó, bây giờ chúng ta cũng tương tự như trên, chúng ta sẽ cho chủ ngữ trước là cừ nam cha, đúng không? Cừ nam cha. Cừ nam cha ở đây thì nó là chủ ngữ, chúng ta có không có bắt chim, từ cha không bắt chim lại cho nên vào đây, đúng không? Cừ nam cha nên. Sau bắt đầu lại ngược từ dưới trở lên, trường học Hakyo, ở tại là ế so, đúng không? Sau rồi tiếng Hàn, Hàn Kuko. Cái tiếng Hàn này nó là tân ngữ cho nên chúng ta phải có tiểu từ ân hoặc là rân, không có bắt chim cộng với rân, đúng không? Hàn Kuko đây. Sau đến từ gì nữa, tiếng Hàn xong rồi đến từ học, học từ bé u tà, bé u tà chia đôi câu ra thành bé peweo chưa, đó không? Tiếp số 3, cô ấy là gì, cừ do cha, đúng không? Rồi động từ mua là sa tà. Hoa quả là gì, quả yên, đúng không? Ở đây là gì, là ế so, đúng không? Chợ là si giang. Đó, tiếp tục chúng ta lại ghép chủ ngữ lại luôn đứng đầu là cừ yo cha, đúng không? Yo cha này, không có bắt chim cho tiểu từ nên vào đây. Đó, cừ yo cha nên. Lại ngược đảo ở ngược từ dưới lên, chợ si giang ở này e so. Tiếp hoa quả, quả yên, hoa quả là tân ngữ lại cho gì ân lên đây, đúng không? Đó, sau tiếp đến động từ đây là gì, sa tà ấy, hoa quả mua, đúng không? Chúng ta cứ đảo ngược lại, sa tà chia đôi câu ra thành sayo. Đó, xong câu thứ ba. Tiếp câu thứ tư, chủ ngữ lại là bạn nam. Bạn là si nhá, si nam là nam, đúng không? Đấy, đúng không? Đó. Tiếp này, đọc là ịch tà, sách là chết. Ở thì lại là ế so, đúng không? Ở là ế so. Thư viện là tổ so quan. Đó, bây giờ mình lại ghép tương tự như trên, chủ ngữ bạn nam. Bạn nam đối với những cái danh từ ghép như thế, bạn nam thì chúng ta sẽ đảo ngược lại thành nam bạn, đúng không? Thành nam si, nhưng mà chủ ngữ cho tiểu từ nên vào, không bắt chim cho nên, đúng không? Tiếp này, lại đảo từ dưới trở lên, thư viện là tổ so quan. Ở này ế so. Tiếp đến sách là chép, đúng không? Chép cũng là tân ngữ thì chúng ta có bắt chim, chúng ta cho ân vào đây, đúng không? Đến động từ đọc là ịch tà, chia đôi câu ra thành im có yo. Đấy, chúng ta cứ dịch như thế, đảo lộn, xác định chủ ngữ sau đảo lộn từ dưới trở lên, đúng không? Vậy là xong câu 4 nhá. Câu 5, bạn hoa, bạn ta cũng là si, đúng không? Hoa nào vẫn là hoa, đúng không? Tập thể dục cũng ta có động tục được là ùn tông ha tà, đúng không? Ở đây thì vẫn là ế so, đúng không? Công viên chúng ta có từ công quân. Đó, chúng ta lại sắp xếp tiếp từ dưới trở lên,
À, bạn hoa thành hoa bạn đúng không? Hoa si, à, chủ ngữ lại cho nên vào đây, hoa si nên đó. Sau tiếp công viên, à, từ dưới trở lên công nguồn đúng không? Công nguồn. Sau tiếp ở ế thò, à, đó. Sau tiếp tập thể dục ùn tống, à, ha tà chia thành ùn tống hiểu đó. Đấy, chúng ta cứ dịch như thế, xác định từ mới và dịch như thế, cuối cùng là hoàn thành được 5 câu rồi nhé. Rồi, anh nhanh như cái gì không?